Những chiếc giường độc nhất vô nhị khiến bạn muốn nằm mãi. Nếu bạn chưa từng thưởng cho mình một thú trải nghiệm lười biếng như vậy, thì hãy đừng bỏ qua những chiếc giường được coi là sáng tạo nhất và biết chiều lòng người nhất này. Giấc ngủ chiếm tới 20-30% cuộc đời của mỗi người. Nó được xem như bộ sạc giúp chúng ta lấy lại năng lượng cho ngày tiếp theo, giúp não bộ của chúng ta được nghỉ ngơi để chuẩn bị làm việc cực lực. Vậy nên, giấc ngủ là vô cùng cần thiết. Và vì thế, việc lựa chọn chiếc giường để thỏa mãn giấc ngủ của chúng ta là rất quan trọng. Những chiếc giường luôn có cách để nịnh bạn một cách tài tình và khiến bạn khó để rời xa chúng mỗi buổi sáng thức dậy. Nhất là vào mấy ngày tiết trời trở lạnh, sẽ chẳng có sự thư giãn nào có thể hơn được việc nằm đọc sách xem phim hay nhâm nhi một thức uống mà mình thích trên chiếc giường với lớp vải bông mềm mại và ấm áp. Đây là những thiết kế vô cùng độc đáo, tuy có phần hài hước nhưng chúng lại khiến bạn có thể nằm mấy ngày trên giường mà không muốn thức dậy luôn. Một chiếc giường có khả năng đáp ứng cả hai nhu cầu đói và buồn ngủ. Sự thành công của chiếc giường này nằm ở những chi tiết có màu sắc giống hệt với một chiếc bánh hamburger với nhân thịt phô mai, cà chua và rau xanh. Những fan cuồng của anh chàng hoạt hình vui tính và đáng yêu Totoro chắc chắn sẽ không thể bỏ qua chiếc giường này. Dù là một bà lão, một cậu chàng thanh niên hay một đứa trẻ chỉ mới vừa biết nói cũng sẽ không thể khước từ chiếc giường với hình dáng tổ chim này. Chiếc giường chứa đựng cả thiên hà này sẽ rất phù hợp với những ai yêu thích sự nhẹ nhàng và lãng mạn. Nằm trên một chiếc giường bập bênh để cơ thể đung đưa nhẹ nhàng và từ từ đi vào giấc ngủ, đây mới gọi là thiên đường. Chiếc giường tích hợp các thiết bị điện tử thu phát hình ảnh sẽ là món đồ không thể thiếu đối với cư dân làng công nghệ. Một chiếc giường cho những ai yêu thích món pizza, bạn thích vị nấm hay vị giăm bông? Chiếc giường treo với phong cách nhẹ nhàng và hiện đại sẽ thích hợp với những cô nàng thích làm công chúa ngủ trong rừng. Chiếc giường cấp thông minh cho những ai yêu thích sự sang trọng và hiện đại. Còn chiếc giường có hình dáng một cuốn sách này sẽ là món đồ yêu thích cho những mọt sách. Nằm trên giường mà lại được tận hưởng cảm giác đang ngâm mình trong một bể nước nóng, thả hồn thư giãn thì đúng là chẳng còn gì tuyệt vời bằng. Nằm trên chiếc giường này, bạn sẽ chỉ được nằm duy nhất một tư thế. Đi từ đầu giường bên này sang đầu bên kia mà cảm giác vừa vượt qua ma trận. Nằm trên chiếc giường này, bạn sẽ có cảm giác được ôm ấp một bộ lông mềm mại của con mèo cưng nhà mình.